biệt luôn. Rồi một tô không hành ra trước luôn rồi. Các bạn ơi, cái quán này là cái quán của gia đình của Ngô Thị Bạch Hằng. Hằng là trong đồng bọn, trong bạn của quán. con quay cho cô cái này được không? Rồi, con nhìn thấy là cái kiểu Việt Nam mình là ăn gì đó. Đó, cái đồ ăn đi con, ăn đi con, Hà Vi. Giám đốc ngồi ngồi làm gì giám đốc? Ngồi cái gì tìm. Vậy?
Một đứa em ở trong sân cầu gửi 1 triệu từ thiện. Trời đất ơi. À, với một đứa bạn của tôi gửi 1 triệu từ thiện. Tên gì? Tụi nó không chịu nói tên. Ủa vậy hả? Đây là bạn của Thi Thi ha. Qua bạn Thi Thi. 1 triệu là như đây đó hả? Dạ đúng một, không? Này 2 triệu. Còn của Thi. Trời ơi Thi Thi nữa. Thi Thi và bạn 3 triệu. Wow. 3 triệu. Cảm ơn Thi Thi nhiều nha. Chúc nó Thi Thi đi chung. Góp ở người xíu. Cảm ơn Thi Thi nhiều. Góp gió thành bão. Dạ đúng rồi. Sao rồi? Chị Thanh không dẫn Thi Thi đi rồi về Việt Nam được bao nhiêu ngày rồi em kia nọ. Chị như em thuyền Mỹ. em bị sụt 2 kg. À, sao về đây mẹ ăn không ăn được, không biết về đây chị ăn được. Nay ăn hơi nhiều, nhất định bữa nay không chị ăn. Chị ơi, em không ăn cái gì được ngoại trừ cô cái dứa thì em ăn đúng mì, mấy chén cơm cũng được. Thì khó ăn quá rồi. Còn cái khẩu vị làm như giống như ăn quen á, quen cái gia vị ở bên đó. Thì những món mà mình rất là thích khi mà trước khi mình đi Mỹ là mình đã để những cái món mà em yêu thích nhất ở Việt Nam em quay về em ăn. Trời ơi sao em thấy nó không theo cái không giống như em. Không có giống tưởng tượng của em nữa. Em dừng. Nhưng mà bún bò nãy ngon. Không, bún bò tuyệt vời. Ha? Bún bò chị, với bún bò. Chị, bún mọc chị ăn ngon, bún mọc cũng rất là ngon. Vừa ăn lắm á. Bún mọc tiệm hàng bán ngon quá trời. Tiệm hàng bán ngon quá. Bún mọc ngon. Ở đây nhiều quán dễ sợ luôn ha. Ê, hôm nào tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn cái bún riêu. À, bún riêu nhà thờ. Cũng cái con đường Hoàng Sa luôn hả? Cũng trên đó luôn. Ngon lắm chị ơi. Mà em không biết ngon lắm lúc thời điểm đó nha. Còn bây giờ quay lại em không biết như vậy không nha. Ồ, chưa quay lại ăn hả? Chưa. Rất là nổi tiếng. Chị nghĩ là cũng ok rồi. Rất là ngon luôn. Thử đi. Dạ. Bánh nào dắt đi. Bánh ngon nè. Bánh nhà thờ thôi. Ờ, bánh này ngon. Bánh nè. Các bạn, bánh các bạn về các bạn. Khanh ăn thử bánh bò đi. Bánh bèo, bánh bò rất là ngon luôn Khanh. Đổ ra ăn thử nha. Em lấy cái kéo đi cắt. Ở đây. Đợi lấy muối chấm. Bánh bò. Thấy mềm bánh danh lợn ngon. Ừ. Bánh bò này phải có nước dừa. Em kén lắm cho nên ăn những cái gì mà ngon, phải ngon em ăn mới thấy ngon miệng được. Nước dừa đâu? Nước dừa gì? Mình phải có nước dừa chứ. Đó. Bánh bò thuần túy làm gì có nước dừa. Ừ, ngon. Ngon, rất là mềm mại. Dạ, mềm quá. Người ta không có để qua đêm ha. Ừ. Ngon. Ngon á, ngon. Sáng này ăn quá trời luôn. Anh có biết là em về bển á. Nhà em mua 50 hộp này đem về Mỹ không? Có cho em không? Nó mình có quyền chứ, anh để lấy giấy tao tay. Thật mấy ông cho thôi. Chết to rồi, thôi phải bảo rảnh cái này tao lên ký thì. Tôi rất là thích ăn ngọt mà cái này nó quá trời ngon. Bây giờ muốn ăn thêm một cái nữa. Ăn đi. Ăn đi. Chị về Mỹ chị ốm lại à. Ai cho té cái ơi, chị mà. Không, bị về Mỹ chị ốm lại giống em nữa. Bữa em về Mỹ cũng ốm lại. Chị với em là phải mập lên. Bà Thi hỏi nói rồi. Em là quá tệ rồi, quá tệ. Ăn lại miếng nữa nha các bạn. Mà... ngon quá à. Thơ nãy ngồi anh xe nó thở không nổi đó mà giờ nó quất một cái đó. Ngon. Khanh Khanh quất hai cái lên tờ. Chính xác luôn. No quá nãy ăn uống bò ngon. Ừ. Hết nước rồi. Ngon Khanh Khanh, ngon Khanh Khanh. Em mua đâu? Tôi mua ở chỗ tôi ở. Chỗ nào quá mà trời ơi. Chỗ nào? Gần chùa Già Lam. Tôi mua chỗ tôi ở. Bạn tôi ở chỗ nào? Tao biết chỗ bà Già Lam. Chùa Già Lam các bạn. Cái này người ta đúc, người ta bán mỗi ngày. Chùa Già Lam là ở đâu? Chỗ đó đó. Chỗ gần nhà tôi. Chùa Già Lam ngay Lê Quang Định đó. Ngon ha, mềm mại ngon ha. Nếu mà không đi, nếu mà có nước cốt dừa thôi. Đúng rồi. Nước dừa có trong tủ lạnh. Nước cốt dừa. Nước dừa có trong tủ lạnh. Mà tại sắp sửa đi từ thiện không nhớ mẹ. Ừ. Khi nào mình xong rồi. Hôm qua văn tí to. Văn tí to. Giang tí nó đổi tên nhỏ luôn rồi. Tôi kêu Giang tí đồ. Sao? Giang tí đồ. Đem đồ ăn tới chị nữa. Ngày qua Giang tí đồ với ăn lại ăn ngon lắm. Ngày qua Giang tí đồ với lại Thảo, Nguyễn Thảo mà bị chị La không có làm gì nữa cô sẽ giận
chị giận á, tội nghiệp, từ đâu chạy mua cho chị một tô mì Hoành Thánh, mua cho nguyên một nhóm của tụi mình sinh xa đó. Bên kia sinh xa đó, với lại sinh xa với lại bánh gì nữa đó, đó xong rồi trời ơi tội nghiệp dễ sợ luôn, nó chạy nó đưa cái nó đi về liền chứ nó cũng không lên nữa. Đừng có mua nữa nha. Vậy mình chỉ đổi tên con người ta là Giang Tito. Giang Tito, đừng có mua nữa nha, cứ nha tụi con thật sự đó. Con cảm ơn rất là nhiều. Đúng nhưng mà như vậy đủ rồi con ơi, đừng tốn kém lắm. Tốn kém lắm, không phải là gặp được tụi chị em mình cái là mọi người cứ nghĩ là phải mua này mua nọ như vậy nên là vui rồi. Không, trưởng hơn. Cô không muốn ai cho cô bất cứ gì trừ cô Thơ. Cô Thơ là cô phải nhắc nhở mỗi ngày. Chống lọt nó. Cô mình phải nhắc nhở nó, mà nhắc nhở mỗi năm cứ mà nó cũng có. Trời ơi, chị nói gì ta tưởng em là trùm sò sao. Trời ơi, ai nghĩ gì nghĩ đi Thơ. Mình sống cho mình nó sự thật là vậy mà. Thơ nó rất là rộng rãi với mọi người. Trường với Khanh Khanh. Trời ơi, nó kêu lắm các bạn ơi. Hay quá. Cho người ta tưởng thiệt á nha. Thật ra thiệt. Trời ơi. Cởi đi không? Chứ sao em mua vé máy bay cho chị về mì Việt Nam chị không lấy? Trời ơi, đâu nói dám, đi. Tại đâu dám lấy đâu, lấy cái về đây cái nó hành hạ mình. Tôi mua vé máy bay cho chị đó nha, chị đừng quên nha chị. Đó không? Đó. Kỳ quá. Nhưng mà mình không lấy tạm thời đó, tạm thời bây giờ. Nhưng mà khi mình về tới Mỹ nó ta nhớ là nhưng mà cho tao có ticket mà. Bữa đó chị không lấy em ăn hết tiền à? Không sao, mày nên nhớ là tao còn tập mày dài cho tao mày trả góp ngày 5 đồng. Ăn bữa không? Ăn đi cho nó tiêu quá. Dám đâu. Sao vậy? Tao tháo ruột, ăn tùm lum tà la nên cái đó nữa là mình chút đi ra nụ cười tao thành nước mắt thiệt luôn. Nếu mà không đi chị dám á. Nhưng mà ăn cái đó chua sao anh chị? Hả? Ờ thôi. Dạ, dừng lại xíu. Ăn nhiều quá, nãy giờ sáng nay ăn quá trời nhiều luôn rồi. Ây, nè, ăn trái cây đi nè. Nữa, mới ăn nhiều quá, chị ta ăn trái cây. Không, mà phải công nhận mận ngon. Ngon thiệt. Mận ngon. Nhưng mà nếu bữa nay em không đi đâu, em sẽ ăn. Nhưng em đi thì em không dám. Đi xíu về à. Mình sẽ ăn. Ủa, cái ly của anh là ly nào? Ly của Thi, ly đầy. Nè, cà phê nè, uống đầu má vô. Chỉ có cà phê của em là hết liền tại chỗ. Ngon quá. Yeah. Rau má đậu xanh. Uống tùm lum tà le. Không, Thanh không được uống tùm lum tà le. Mắc còng. Từ lúc em về em cũng chưa bị Thanh. Được tốt. Vậy nhưng nãy cũng gặp qua gặp chị nói chị ăn xong chị có sao không? Hết không sao đâu. Nhưng mà nó bị. Ủa? Tại vì nó ăn mắm nem. À chị không ăn. Ngày hôm qua chị ăn gỏi cuốn tỉnh bơ ở ngoài lề đường á. Nó đậu vô cái nó kêu vô ăn. Mà cũng không được. Sao kỳ vậy này chị gan vậy? Hả? Chị dám ăn đồ ăn lề đường. Cởi đi, lúc đó cũng đói bụng, nó cũng đói bụng. Cái vô đại cái sao chị ăn gỏi cuốn. Chị ăn bò bía. Chị giỏi thiệt. Cái lại trứng cút lần tiên ăn trứng cút lộn thôi. Trời ơi. Ngon lắm thôi. Ê kiểu này mua cái món gì ăn? Ờ kêu chung nó mua. Mày biết sao không? Có một đầm mà được 10 trứng. Một đồng 10 trứng. $1 mình có một cái dĩa 10 trứng là 10.000. Trung nó nói chị là $1. 25 đồng. Trung nó nói 25.000. Chị hỏi nó là bao nhiêu cái nó nói là khoảng $1 một dĩa đó. Ừ, tối nay mua giá rẻ quá. Tối nay mua một rổ về ăn. Mà mua rổ về ăn. Còn trong khi đó hai đi nó nhưng mà phải xin bữa tiêu chanh nha, cái đó không có bữa tiêu chanh. Hai đi nó nói chị nó mua 100 trứng ở bên Seattle á. $75 100 trứng $75 trong khi ở đây mình ăn có một đồng 10 trứng một đồng 10 trứng tất nhiên là 70 trứng tất nhiên là có 7 đồng nói thôi. Chung là mình không được tính theo giá đô. Mình tính giá đô là mình ăn rất là nhiều tại vì $1 giờ nó lên tới 20 mấy ngàn rồi. Phải ý chị nói rằng là rẻ quá cái bậc giá đây đồ ăn nó quá rẻ. Thì nó cũng tương xứng với cái đồng lương. Đúng rồi. Mình tính theo cái tiền. Đúng rồi, mình nói đây là ý là mình nói là giống như ví dụ như mình làm mình làm bên Mỹ đi. Mình đem về mình xài thì đây là chỉ như là đi travel ở Việt Nam á là rẻ. Vừa rẻ mà vừa mình ngon vừa tiền của mình nữa, đúng không?
còn đi ở những chỗ khác sao mà mẹ ăn một đồng bạc được. Dạ, đúng rồi. Trời ơi, thử bữa nào mẹ dắt chị đi Hồ Tràm á, ăn đồ biển quá trời luôn, có rẻ rề đóng luôn con trăm đô à. Chị nghĩ chắc năm 2025 chị mới đã nói đi Hồ Tràm tính luôn, tính luôn đi luôn. Hiện tại đang có đầy đủ đồng bọn đây. Tao cũng đi vậy xong rồi mai ấy. Rồi vậy xong. Đúng không? Bây giờ đi sao mà kịp. Hồ Tràm ở đâu sao tao biết? Hồ Tràm đi chưa tới 3 tiếng. Giống Vũng Tàu vậy đó. Ê sao bữa nào bữa mình nói mình đi Vũng Tàu thì mình đi luôn. Thì mình đi ra Hồ Tràm. Rồi mình đi qua mình coi cho biết là cái gì. Xa hơn Vũng Tàu cỡ 1 tiếng mấy 2 tiếng. Dạ xa dữ vậy hả? Xa hơn. Nhưng mà nó sẽ đẹp, nó sẽ sạch. Đi đi. Con bữa nay ngày 12, ngày mai. Nếu nếu mà ngày mai công chuyện mình xong, mình muốn ngủ qua đêm ở bên đâu? Được. Đi ngày, chơi. Nhưng mà ngày 13 là mình phải đi Đức Mẹ Cà Mau đâu có đi được. Không, ngày mai mình đi rồi ngày mốt mình đi về, 13 mình vẫn đi được mà, tao nói gì vậy? À, ý ngày mai chiều xong tối mai là mình đi chơi đi, ví dụ xong mình cứ đi đi, mình ở đó mình chơi một đêm, ngủ rồi nó tối mai chơi ngoài đó cũng đẹp vậy đúng không? Tôi hỏi bạn tôi, nhà bạn tôi Hồ Tràm đó, ở Hồ Tràm. Thế bữa nay bạn tôi nó cũng muốn rủ tôi ra Hồ Tràm chơi. Đi ra Hồ Tràm để con ngày mai tôi tính, ngày mai ví dụ mày đi 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 Hồ Tràm thì tao dẫn mày, tao cho mày có ở đó nó có cái suối gọi là Niagara Falls. Phải không? Nó bình Mỹ. Trời ơi, Việt Nam làm sao có cái đó. Cứ bắt đi là fan hoài vậy. Đúng rồi, cho em đi thắng cảnh đi. Cho em đi thắng cảnh một bữa đi. Đi tắm biển. Đi tắm biển. Ừ, tắm biển. Biển hồi tắm biển gì sợ, sợ đen coi. Nhưng mà Hồ Tràm thì tắm biển, biển chắc là nó không an toàn. Thôi đừng tắm. Hôm nay là mình sẽ đi một cái chương trình gọi là buổi trưa hạnh phúc, thì mỗi người sẽ được thưởng một cơm với lại thôi cho tiền. Ok không? Thì Thanh sẽ được cơm thì thôi. Chưa ăn sao đủ? Trời ơi. Con này nó nắp vội. Ông lẽ là đi con có nhiêu đó. Tạo cớ cho người ta. Được chưa? À, không đổi đi, đổi đi. Ủa chứ bên còn Thi nữa không? Được rồi, vô đổi đi. Khánh ngồi cái chân lát rồi dập bẻ đó. Không, tao ngồi tao để bên này được rồi. Được không? Giờ bé Vi nó ngồi cho bé Nhi ngồi trước kìa. Ủa mua cơm hồi nào chung? Em mới mua tức thì. Trời ơi, chương trình của Thơ đưa ra đó cho em được có nhiêu? Cho em được có 1 phút thôi đó. À, cho em được có 1 tiếng để em chuẩn bị thôi đó. Một phần này là bao nhiêu tiền chung? Mai là anh đi. Em ơi, miếng mi chị tắt thở em. Ủa, sao đời nóng lên vậy? Em mày giỡn mặt mày. Ok. Đổ xăng chưa? Đổ rồi chị. Rồi cho máy lạnh lên. Maximum. Nãy Trung đi mua bánh cuốn hả Trung? Không. Cơm. Mua cơm. Ai mà làm lẻ quá vậy? Bao nhiêu một em phần đi... Trung? Một hộp như vậy là 35 ngàn. 35 ngàn một hộp. Cơm gồm có cái gì trong đó? Cơm mở, mở ra coi chị Khanh. Không, chút nữa đi mình phát mình mở luôn. Mình nói thôi. À, khoan từ từ. Cơm, ghế thịt, ghế nước mắm. À, chị Khanh nghe một nước mắm không? Đúng, mà đúng không? Có nước mắm đúng không? Rồi. Rồi, đây cơm, một hộp cơm. Chị Khanh ăn không mấy hộp luôn? Dạ không. Em ăn rồi vậy em thành. Một phần của nó là bao gồm một bịch canh. Một bịch canh gì đó? Một bịch canh chua, một bịch nước mắm. Rồi trong đây nó là đó. Một miếng sườn. Đồ chua. Đồ chua. Trời ơi thơm hấp dẫn người luôn á. Rồi. Bây giờ là một phần sẽ là như vậy. Với lại 35.000 hả? 35.000. Rồi em đưa Thơ tiền. Để Thơ. Nhưng mà Trung mua bao nhiêu phần vậy? Em mua 30 phần. 30 phần. Đây tiền đây. Tiền thì mình làm sao? Tiền thì mình chạy xe đó, mình để ra cửa sổ mình buông ra cho ba. Mày để tao cũng lắm nghe nó kỳ Trung. Mày đừng thấy chị mày khờ nha. Không mà phải nói đây là hôm nay là lần đầu tiên em đi phát cơm từ thiện. Mua nụ cười. Ba chục cái phần cũng không có nhiều nhưng mà thôi kệ, có nhiều cho vậy. Cho tiền thì ví dụ thấy tiền. Ai tội nghiệp thì cho một tờ này thôi nha Thơ. 500, 100, 50 ngàn, ok. Đây. Ok, giờ mình đi nha. Thanh, cầm rồi. Còn nếu mà hoàn cảnh nào quá tội nghiệp em tặng hết luôn. Ví dụ mà em thấy hoàn cảnh nào tội nghiệp của em tặng chị luôn. Trời ơi. Lẻ ha. Trời ơi.
được nha, được nha. Rồi ok đi cái gì nha. Nó ổn vậy? Cái máy lạnh. Rồi giờ đi nha. Chào các bạn, đây là quận Tư. Chuyện bến, chuyện nắng, chuyện phê, Cam Thơ. Cam Thơ giữa. Các bạn có thấy nó nhỏ nhất thì đã ngồi đặt trên chúng em. Bự không à? Có nước sữa không? Có sữa không? Cái gì không ngồi ủa sao? Thơ tại sao mình đi cho đồ buổi trưa vậy Thơ? Tại vì mình rảnh buổi trưa. Không phải. Theo cái tường thuật của những người sống tại ở đây, người ta nói rằng là nếu buổi trưa người nào mà người ta đi ngoài đường, người ta đi làm, người ta đi chính là người ta nghèo thiệt. Chính người ta nghèo thiệt. Còn buổi tối mà đi ra đường đó là không phải. Các bạn biết không? Nên là mà buổi tối là những người ta lười lao động, người ta ra vệ sinh. Thì đó là lý do. Cái này là em cũng chỉ nghe nói thôi. Thành ra bây giờ em mới hiểu rằng là tại sao Thơ nó chỉ. Thực ra là Thơ muốn đi mua ra cái chương trình đi mua nụ cười ở trên kênh YouTube của chị Thơ đó. Được mọi người đề nghị là muốn Thơ đi làm cái đó nữa, muốn Thơ đi mua nụ cười nữa. Nhưng mà cái chương trình đó là đã làm rồi, nên là em hôm nay em muốn cho nó khác biệt một chút xíu. Nên em sẽ, tại vì mình đang đi phát buổi trưa mà. Buổi trưa thì họ, những người lao động họ ăn trưa rất là trễ. Và họ ăn cái hộp, một cái buổi ăn trưa thì cũng không có đầy đủ. Nên là em mua một cái bữa trưa nó đầy đủ như cơm sườn, canh, giờ này nọ đó. Phát chung với lại tiền của Thơ nữa. Nên là cái chương trình hôm nay của mình là chương trình buổi trưa hạnh phúc. Ha, rồi đó. Thì được ăn một hộp cơm rồi có tiền nữa thì thật sự hồi nãy em có kiếm luôn là một chai nước sâm á chị biết nước sâm không chị? Purple Drink á. Đó là sao không cho người ta nước uống? Dạ, mà em kiếm cái tiệm nước sâm đó nghỉ rồi nên chút trên đường mình thấy chỗ nào bán nước sâm mình mua. Nếu không có nước sâm nước lạnh được không? Dạ được. Nước lạnh. Dạ. Đó thì nãy em do là em có 1 tiếng đồng hồ để em chuẩn bị nên là em chuẩn bị chỉ được có cơm với lại em đi rút tiền thôi. Nên là chị thông cảm giúp em nha chị Thanh. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thank you. Xin cảm ơn chị. Tặng cái cho mày, cái chửi nó cái. Ủy là cái hạnh phúc của tao chảy nước mắt. Rồi bây giờ cái đường đầu tiên mình đi là đường gì chung? Thì mình cứ đi lang thang ở trên đường. Mình cứ đi lang thang nữa. Sẵn cho dịp cho chị Khanh đi ngắm nơi chung nhau cắt gốm của chị Khanh. Đường Trần Hưng Đạo. Đúng rồi, chính đường Trần Hưng Đạo hả con? Đi ngang qua chỗ quê của chị Khanh. Thiệt không, đây là Trần Đạo phải không? Chị không, quay cái đường của chị Khanh đây. Nhà của chị 314 Trần Hưng Đạo nha tụi con. Ngay chỗ phòng cháy chữa cháy luôn đúng không? Rồi, bây giờ đi lên khúc hướng đúng đó đi. Rồi. Đi hướng đó thấy ai tiền đường luôn. Thấy ai khổ thì mình ghé vô. Tại vì giờ nhưng mà mình phải tắt bên tay phải chứ. Đúng rồi, mình tắt bên phải. Kìa, có một anh xe ôm kìa. Từ từ. Chú kìa. Anh còn thanh niên, trai tráng, từ từ nha. Đứa nào ngồi ngoài đó đi xuống. Thơ Thi ngồi ngoài. Không, mình cứ ngồi. Ủa, mình kêu quay cửa xuống mình đưa tới hả? Ừ. Chị không, mà chị đi xuống cũng được. Chị xuống. Mày cho tao xuống đi, xong tao đứng tao đưa tay, cái mày thấy tiền cho tao. Vậy chị Khanh phải ngồi ở ngoài mé để xíu lên đi. Nhưng mà tụi em không phải xuống quay nữa. Xuống hết à? Rồi chị, cái gì chị Khanh kêu cô? Ê, nói mày cái gì đâu? Quỷ á! Chú thiệt á. Chú xin lô nè, chú ơi, chú ơi. Chú ơi, tao chú. Chú ăn cơm chưa chú? Chưa. Một ngày chú làm nhiêu tiền ở đây chú? Có khi không à? Có khi không à chú? Bình thường có là bao nhiêu chú một ngày? Có 100-200 à. Cho tôi, tụi con là trong cái chương trình của bà Tám Cam Thơ thì tụi con từ bên Mỹ tụi con về. Dạ. Tụi con có chút xỉn quà gửi tặng chú. Dạ. Mong là của ít lòng nhiều chú nhận cho tụi con nha. Tôi cũng là binh lính chế độ cũ ngày xưa đó. Dạ dạ, cho gửi luôn. Đi cải tạo ở đây Bình Xuân đó. Dạ dạ dạ. Chừng 100 đó. Dạ dạ, tụi con chúc cho cuộc sống của chú được mọi sự bình yên, khách hàng lập. Tôi đồng chính đó, trung đoàn ở miền Tây á. Dạ. Nguyễn Khoa Nam mận từ sát ngày 30 tháng 4 đó. Dạ. Dạ.
quận bên miền Tây đó, ai cũng biết là Nguyễn Khoa Nam á, dạ. Quân đoàn trưởng quân đoàn 4 dạ. Ông tự sát, lấy súng tự sát ngày 30 tháng 4. Dạ. Hôm nay chú nhận quà chú có vui không? Vui chứ. Chú cười con. Chú cho con ơi, cho con thấy chú cười một cái đi. Cho dạ. Tụi con chú mừng lắm. Dạ. Hôm nay chú 80 tuổi chứ. Dạ chú 80 tuổi. Dạ. Mỗi ngày chú đi làm như vậy bao nhiêu tiếng đồng hồ một ngày? Chú làm 7 ngày trong tuần luôn hả chú? Có tiền vậy không có thì ngủ ngoài đường. Ồ, vậy hả chú? À, dạ. Có ngủ ngoài đường chị biết không? Để cho cô từ thiện nó cho. Dạ. Chứ còn nhà chú ở đâu? Ở quận 7. Dạ. Chú còn gia đình không? Dạ, mất năm nay 17 năm rồi. Gia đình chú mất 17 năm, chú có con cái gì không chú? Có hai đứa con là thôi rồi, đừng nói tới hai con. Dạ. Nó cũng trà tu luôn. Dạ. Thôi con chúc chú được một ngày ăn lành nha chú. Một ngày nó giữ cho ngày nó lo tao buổi giờ, đừng nói cha con gì. Dạ. Rồi con đi nha chú. Cảm ơn chú. Cảm ơn con ba chú. À đây chúng ta thấy có một chú ngồi đây rồi. Rồi chị Khanh, làm nhiệm vụ chị Khanh, Thi. Chào chú ơi, chú. Dạ, chào chú. Chào chú. Chú làm gì ở đây vậy chú? Dạ con. Dạ con. Dạ cha vậy chú. Một chú đi làm mỗi chú tìm đi đây mỗi ngày hả chú? Một ngày chú làm thì chú kiếm được nhiêu tiền chú? 70. Dạ. Cũng sống qua ngày. Dạ. Nhà chú ở đâu vậy chú? Chú ở dưới Kiên Giang. Dạ. Rồi chú ăn cơm chưa? Bữa trưa chú ăn cơm chưa chú? Chưa hả chú? Dạ. Chú ơi, chú cho tụi con gửi chú xuống đây nha. Cảm ơn. Tụi con là trong cái bên Mỹ về, trong kênh của bà Tám Cam Thơ. Thì tất cả ân nhân đã chuyển đến một chút quà gửi đến cho chú. Nghe chú, con mong là chú cuộc sống của chú được an lành, bình an. Nghe chú, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn. Chú có gia đình không chú? Có mà đã mất. Dạ. Chú có con cái gì không? Có mà đã đi quê. Dạ. Thôi chú ơi, chú cho con gửi chú nha. Của ít lòng nhiều nha chú. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Đây chú sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Thì cho trái xuống. Rồi tiếp tục hành trình, đây là trên đường gì đây? Nguyễn Thái Học. Bên bây giờ mình Nguyễn sẽ đi qua nơi chung nhau cắt gốm. Cắt gốm hoài. Đi ngang qua chỗ nơi nhà chị Khanh sống từ thời bé thơ. Là đường Trần Hưng Đạo. Nhưng mà cái này mình nói thật là mình nghe nói là cái khu đó bây giờ rất là phục. Giàu lắm á chị. Khu đó rất khá. Khu giàu. Nhưng mà ngày xưa chị ở đã khá rồi. Quận nhất. Cái này là đường chính mà chị. Rồi bây giờ đây ngã tư Trần Đạo với Nguyễn Thái Học đây. Đây Trần Đạo. Ủa đây đâu phải Trần Đạo. Ủa vậy hả? Đúng rồi, quên. Đâu chỉ cô tên đường coi. Dạ đây là cái đâu con? Tên đường. Đường Trần Hưng Đạo. Ở Trần Hưng Đạo rất là dài nha. Chợ ra tới chợ lớn luôn đó. Quận nhất của quận 5. Mày thấy không? Mày thấy chưa nơi tao? Anh đi anh nhớ không? Anh còn nhớ không? Không, không nhớ gì đâu. Nhớ thì nói làm gì? Bên phải. Chẳng những chị không nhớ nhà. Chúc mời mọi người vô nhà ngồi chơi uống nước nha chị Khanh. Đúng rồi. Trộm lẽ chị em rồi gì giờ chị Khanh không mời vô nhà ngồi uống nước được đúng không? Cái chị em mình chị có cái chú mà bây giờ chai kia kìa. Tắp vô. Như chú nữa. Không phải. Cái này chị. À này. À chị đang ngồi ăn cơm mà kìa. Đang ngồi ăn cơm mà. Mấy chị ơi. Bán gì vậy? Bán cho chai. Chị bán cho chai hả? Chị được cho chị bán hôm nay. Chị bán bao nhiêu? Không bao nhiêu hết á. 2 trên 3 trên là đúng. Cơm không em? Dạ. Dạ rồi dạ, chị ở đâu rồi? Nhà ở Thường Hán đây. Dạ chị có gia đình con. Có 3 người con. 3 người con là lớn hết chị. Cô nhỏ. Dạ. Thôi thì tụi em là từ Bến Tỉ về nha. Cảm ơn các chị. Thì tụi em có một chút quà gửi chị. Dạ. Cho anh bảo vệ 200 dạ, nha chị. Dạ. Ơi. Ơi vậy? 200. Chú ơi cho con gửi chú nha. Dạ. Chú làm đây lâu chưa chú? Chú làm đây được 6 tháng. Được 6 tháng rồi chú. Dạ, rồi chú ở đâu? Gia đình chú ở đâu? Chú quê ở Cần Thơ chú. Dạ, rồi chú làm một ngày chú không đủ bao nhiêu lâu? Một ngày chú làm được 195 ngàn. Chú không được 195 ngàn, mình không được bao lâu chú? Mình
hấu hàng ngày cũng với nhà trọ cũng đủ. Đủ rồi chú. Dạ. Thôi tụi con từ bên Mỹ về nha, có chút quà gửi cho chú nha. Chú người dạ. Đây dạ, là bạn của chú hả chú? Dạ, đồng nghiệp. Dạ. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ, rồi. Cảm ơn tất cả gia đình nha. Dạ, ok. Rồi, bye chú. Chúc chú sức khỏe nha. Trời ơi, mọi người vừa vui vẻ, nhìn nụ cười người ta tự nhiên cảm thấy lòng mình rất ấm áp. Thanh thấy đi mua dù nụ cười vui không? Vui. Giờ hiểu chưa? Hiểu. Mấy chồng chị hỏi là làm sao? Chị mày nói cái gì vậy? Mua nụ cười là mua cái gì? Chị đi. Đây. Chị Khanh. Hôm nay dắt chị Khanh đi mua nụ cười. Đây là lần đầu tiên em được đi mua nụ cười và em cảm thấy rất là hạnh phúc. Chị ơi. Chị ơi, chị ơi, chị ăn trưa chưa? Chị ăn trưa chưa chị? Chị làm ở đây lâu không? Chị làm đây lâu chưa? Mấy năm rồi, mấy năm rồi. Chị gia đình chị ở đâu? Bên bà chủ á. Dạ, chị có gia đình không? Có con cái chồng gì vậy? Có con nhỏ. Con nhỏ. Không có một. Chị ở nhà với lại ông nội với bà nội. Dạ, chị. Rồi chị làm đây ngày được nhiêu vậy chị? Tao trả hả? Chị ơi, tụi em là từ bên Mỹ về nha, trong một chương trình của bà Tám Cẩm Thơ. Thì tụi em với tất cả ơn nhân là bên Mỹ có một chút quà cho quý chị nha. Tụi em mong là cuộc sống của chị là mọi sự bình an, con thì mau ăn chóng lớn nha, rồi ráng học hành để chuẩn bị chuyện sau này ha. Chị cho em gửi chị nha một phần quà, chị cho em gửi chị 300.000 nha chị. Rồi. Cảm ơn. Dạ. Rồi chị cười cái cho tụi em đi chị. Dạ, cho tụi em nhìn thấy ha. Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Dạ. Chúc sức khỏe chị nha. Dạ. Bye chị. Ê, mình thấy mình cho người ta vậy mà người ta vui quá ha. Vui chứ. Ta vui, chị có vui không? Vui. Ừ. Trời, thấy thích quá à. Tự nhiên thấy mình muốn mình có được nhiều tiền mình đi mình cho. Rồi đi, đi. Mình nhìn thấy phía đằng kia có một bà. Bà già, bà cụ. Đang ngồi lụm dây chai. Bà ơi. Dạ, bà khỏe không bà? Khỏe. Dạ. Bà làm gì đó bà? Dạ, làm dây chai con. Cô bà đi lụm dây chai sáng giờ hả bà? Dạ. Bà ơi, tụi con từ ở bên Mỹ về nha. Thì tụi con với lại ân nhân có một chút quà gửi đến bà, giúp những người mà có hoàn cảnh khó khăn. Dạ, bà nha. Ơn. Dạ. Bà ăn cơm chưa? Dạ chưa con. Dạ cho con gửi bà này. Dạ. Bà ơi, cho con gửi bà 500 ngàn nha. Dạ. Ủa, chú này lụm dây chai luôn rồi. Cũng sao ôm. Hai chồng lụm dây chai. Hai chồng lụm dây chai hả? Dạ. Chú ở ở đâu cũng ở gần đây hay sao chú? Dạ, ở bên quận 9. Dạ. Chú thấy ai bị té? Dạ chú bị té. Chú bị té hả chú? Dạ. Gần đây chú có đi lượm dây chai không? Dạ có. Dạ. Chú đợi ngày chú ơi, lượm được nhiêu? Thì đó lượm hai vợ chồng lượm rồi chở về. Dạ. Ở đây là giờ bà xã chú hả? Dạ. Vậy chú chơi. Dạ, chú có sao không chú? Đỡ rồi con. Dạ, chú đợi con chút nha, con lấy một cơm, lấy cơm. Dạ ơi. Dạ. Có đợi cơm thì chú cho con gửi chú 200.000 nha. Dạ. Cái đây là ân nhân ở bên Mỹ gửi về nha chú. Dạ. Nóng hôm nay trời cũng hơi nóng. Nóng rạp hương đạo nè. Ê cô, em nhớ cái đây nè. Cái này nè. Cần ngủ trang, cả chúng ta có. Đạp trực thiệt chứ chỗ này là cũng tăng ngang. Đúng không? Ngủ hết trong đây nè. Sao mà muốn đi ngang qua nhà chị Khanh? Chị ăn cơm chưa chị? Okay, chưa chị hả? Tắp vô. Dạ, chị làm sáng giờ hả chị? Dạ. Giờ chị ở đâu? Dạ, chị chơi chị đi, em gửi chị cơm nha. Tụi em là bên hội từ thiện của bên Mỹ về ha. Thì đây là của bà Tám Cẩm Thơ, là chị Nam Nhân. Gửi đến những hoàn cảnh khó khăn nha. Rồi em chúc chị là cuộc sống luôn gặp mọi điều may mắn cho chị nha. Dạ. Mỗi người nhiều đó. Cơm đó chị. Mỗi người gửi cho 500 ngàn nha. Chị ơi, chị cười với em cái rồi hôm trưa nắng em mệt quá, chị cho em lấy nụ cười của chị cái đây. Nụ cười chị đi.
Dạ. Cảm ơn chị nha. Chị khóc kìa. Chị đứng lại khóc theo chị luôn. Rồi đi đi. Dạ, em chúc em khóc theo. Chị đó chị khóc quá. Tội nghiệp quá. Chị thấy mình cho tiền chị cảm động quá chị khóc đó. Biết bao nhiêu đủ, không có đủ. Lúc nào mình cũng cần những cái hợp sức của tất cả mọi người, hiểu không? Ừ. Chứ còn một mình thì làm cũng không nổi. Ô, có cái ông bác này nè, Chung. Bây giờ lại ông bác đó, ông đang đi quắc cơ kìa. Coi ông bác. Chị bán vé số này luôn nè. Hai chị bán vé số hả? Ngày chị bán được nhiêu? Bao nhiêu tiền được kiếm được nhiêu tiền? Được 200. 200 hả? 200 là giá như giá đêm luôn á. Cả ngày cả đêm luôn hả? Có cái chị làm sao kìa, chị muốn cho chị gì kìa. Chị ăn cơm chưa? Dạ. Chị ơi, ở đây là bên hội từ thiện của bệnh viện và bác Tâm Thơ là các ân nhân nha. Tụi em gửi về giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn ha. Thì 200 ngàn nha. Thì là ngày bán của chị đó. Dạ, một ngày bán của chị nha. Rồi. Rồi cảm ơn chị nha, chị đi bán nha, vui vẻ nha. Chú dạ. Chú làm gì chú? Bán chơi. Chú bán gì chú? Bán chi chơi. À bán vé số hả? Một ngày chú bán được nhiêu tiền? 100 ngàn kiếm miệng cơm. À 100 ngàn kiếm miệng cơm. Chú ăn cơm chưa? Nè con tặng chú hộp cơm nha. Rồi với lại 500 ngàn nha. Ân nhân của bên Mỹ gửi về tặng chú nha. Dạ. Đó, chú cười với lại mọi người, cảm ơn mọi người nha. Chú cười con cái nha. Yeah. Cảm ơn chú. Dạ, yeah. Ba sai. Ba chú. Cấm tiền cho đi chú. Chú ơi, chú ơi. Qua đây chú ăn cơm nha. Qua đây ăn cơm với con. Qua đây ăn con. Mày xạo. Xạo lắm mày ăn là mày không. Chú có qua không? Chú lụm với chai hả? À chú đổ rác hả? Ôi, chú đổ rác. À chú là người đổ rác hả? Ồ một ngày chú làm được nhiêu tiền chú? 100 hả? Dạ. Ăn cơm chưa chú? À con gửi chú hộp cơm trưa nha. Rồi, ân nhân bên Mỹ gửi tặng chú 500 ngàn nha chú ơi. Ờ đi đâu đi lẹ dưới vậy. Quay đi. Rồi đi. Thấy Chung người ta mắc cỡ mày thấy không? Thấy chưa Chung? Dạ. Có một chò một chị bán với chai nữa kìa. Hai chị ăn cơm chưa? Em đưa chị hộp cơm nha. Chị làm một ngày nhiêu tiền? Nhà chị xa không? Xa. Xa hả? Có con cái có ở gần đây không? Con cái nó dạ thôi đây là ân nhân ở bên Mỹ gửi về tặng chị nha. Dạ. 200 ngàn chị nha. Dạ. 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 Ba chị hả, cho chú hộp cơm. À cho chú hộp cơm hả? Ai chú làm gì? Gia chơi. À chú chung ngủ hả? Gia chơi ăn khác nhau hả? Rồi giờ cho chị ăn sao cho chú 200 ngàn nha chú nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ cảm ơn ha. Dạ bác chị. Ok ạ. Ok em xin cơm ạ. Chết rồi đi ra làm sao để lấy cơm. Làm sao lấy cơm? Để em đi làm sáng giờ hả? Dạ. Thôi làm sao không? Làm sao? Không chậm. Đi xa ở nhà ở đâu? Không. Vậy hả? Một ngày em làm với tiền. 200 ngàn em hả? Không. Em đợi chị chút chị lấy hộp cơm nha. Thì có tầm 100 ngàn trong vòng. Đây là ân nhân bên Mỹ gửi tặng em nha. Gửi tặng em ha. Em đợi chút để lấy cơm nha. Dạ. Đợi đợi tí nha, đợi tí nha. Là em đi về hả? Rồi tối có đi nữa không? Có không? Vậy hả? 12 giờ đêm đi lụm nữa hả? Hay là lụm với chai? Rồi xong mình mới đem đi bán đúng không em? Đợi tí nha. Chú đợi xíu nha chú. Trời chưa vậy chú cười quá trời kìa. Đợi xíu nha. Dạ. Có cơm cho chú. Chú ăn cơm nha, đợi xíu. Dạ. Dạ có cơm chú ra chú đợi xíu.
em lấy cơm nha. Rồi chú cười tươi cho. Em gửi cho chú với lại anh này mỗi người 250 nha. Xe giùm em nha, tại em không có tiền lẻ. Chú con gửi chú 250, chú đi đổi tiền lấy chung với anh này với hộp cơm nha. Có tiền thối cho chú. Có cơm với cho 250.000 luôn. Anh này anh đưa 250.000 đây. Không phải cảm ơn con. Dạ không có chi chú. Ông ngoại đi bán nha. Dạ ông ngoại đi bán nha. Để lấy tiền cho ngoại. Cho thêm 250.000 nữa nè. Đây cho thêm 250.000 nữa nha, bỏ túi nha. Nha, rồi ok nha. Ông ngoại cảm ơn con. Dạ dạ ok. Ông ngoại đi bán nha. Dạ ông ngoại đi bán đi. Được rồi. Rồi, giữ sức khỏe nha anh. Dạ. Ông ngoại cười hoài luôn kìa. Cảm ơn con rồi tận nhiên con. Ừ chắc ông bị lẫn á. Biết. Nghiệp đó. Biết mà kêu ông ngoại đi bán nha. Chờ lại đi. Ông ngoại đi bán giấy dò. Giấy dò hả? Giấy dò số á. Giấy giờ số đó, nhưng mà tờ giấy giờ rách tan tương rồi bán giờ này đâu phải là giờ mua giấy giờ. Chị mua giấy giờ lúc đó 5 giờ chiều. Giấy giờ thì bán được 500 đồng hoặc là 1 ngàn. Giấy giờ là sao? Giống như là kết quả xổ số, hiểu không? Cái kết quả xổ số thì người ta in ra cái tờ giấy A4, người ta in từ trên mạng ra, thì những cái địa điểm mà người ta bán giấy số á, người ta sẽ in cái kết quả xổ số đó ra, thì một cái tờ giấy kết quả xổ số, thay vì chị lướt điện thoại chị coi kết quả xổ số, thì cái này nó in ra giấy, thì một tờ giấy vậy là 1.000, mà một ngày bán được 1 đồng á, là 1 đô á, là 2 mấy tờ được cũng ok. Mà đâu phải anh. Thì đâu ai cũng mua giờ, em có điện thoại hết rồi chị. Sao mà hai mày mua giấy dò? Ô nhà số mấy? 314 312 314 nha. 314 Trần Hưng Đạo. Vậy là nó nằm ngay gần tới chưa con? 314 con này 226 Trần Hưng Đạo. Đúng rồi, chị bắt đầu tới nè. 238 gần Phạm Ngũ Lão không? Là cái gì làm sao cho biết Phạm Ngũ Lão lỡ không? Không, nó không có gần. Sắp tới rồi nè, phòng cháy chữa cháy nè. Ờ đó, gần phòng cháy chữa cháy, nhớ nhiêu đó. Ô trường Trần Hưng Đạo nhớ rồi, hình như mình ở đâu gần đâu đây nè. Đúng rồi. Con ba mấy? Ba 314. Con này là nhiêu? Con này nè. Hai chú. Ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa chú? Dạ. Ăn cơm chưa chú? Chưa chú. Chú cho gửi chú bịch cơm nha. Chú ơi, đây ân nhân bên Mỹ gửi. À, cảm ơn người bên Mỹ đã cho. Dạ. Đã cho tiền. Dạ, gửi chữ 200 ngàn nha. Dạ, cảm ơn, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn. Rồi, ba chú. Dạ, dạ. Như đây nè. 34 là cửa hàng. Bán vết ba kìa. Cửa hàng ủy quyền á, cửa hàng bán ủy quyền gì đó. Đây là nhà cũ cô là 34 đây nè. Trời ơi, bự quá vậy. Trời, bây giờ mình đang học. Đúng rồi, nhớ rồi, nhớ. Nhưng mà bây giờ thay đổi rất là nhiều, không có còn nhận ra được á. 36, không còn nhận ra nữa. Không còn nhận ra nữa. Đó là nhà chị cái nhà chị là cái cửa hàng ủy quyền á. 34 Trần Hưng Đạo. Đi học kìa. Đúng rồi, chị học. Thanh cảm động. Chăm nhớ má. Má chị Khâm. Sao chị cũng xuống dưới chị coi chị Khâm? Chú ăn cơm cho chú ơi. Chú ơi. Chú ăn cơm cho chú. À, chú kia còn cao thẳng. Chú ăn không được hả chú? Dạ, dạ, chú làm cái gì vậy chú? Chú đang làm gì đây? Được cà, bán xôi mặn. Không có vốn, cà cà ai cho cho chú. Dạ, 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 chú ơi. Ai đưa làm gì vậy? Chú hát hả chú? Chú hát, dạ. Chú ơi, chú ăn cơm cho cho chú bịch cơm đi. Chú ăn cơm chú lắm. Chú ăn cơm không? Cái này xíu ăn cà rồi đổi. Dạ, cho chú ăn nha. Cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Cho con gửi chú. Nhân ở bên Mỹ gửi về tặng chú nha. Tụi con gửi cho chú lên 500 ngàn nữa.
cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúc các bạn nhạc sức sức khỏe gia đình. Cảm ơn. Đây có một người nữa đây. Anh ơi, hello. Ăn cơm chưa anh? Ăn trưa chưa? Dạ. Yeah. Dạ, em có cơm, anh ăn cơm không? Dạ, có ý luôn. Dạ. Hôm nay em mua cơm sườn. Cơm sườn. Cơm gì ăn cũng được. Dạ. Cơm anh sườn. Anh bán bao nhiêu một ngày anh? Dạ. Làm việc làm bán cái số một ngày anh được nhiêu tiền? Trăm mấy rồi, bữa có bữa dạ. Hôm nữa. Dạ, nhà anh ở xa không? Dạ. Ở Trà Vinh lận. Dạ, dạ. Thôi bây giờ mấy ân nhân ở bên Mỹ gửi tặng chú 200 ngàn nha. Rồi, rồi, em cảm ơn nhiều. Dạ, rồi. Dạ, ok anh. Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Bye. Chị ơi. Chị ơi. Ăn trưa chưa chị? Dạ. Ăn trưa chưa? Em có cơm ăn cơm không? Dạ ok nha. Ủa chị mua, chị bán gì vậy? Chị mua cho trai hả? Em có bà chị em chị mua giùm. Chị 300 ngàn nha. Dạ. Chị nhìn vô đây chị cảm ơn mọi người nha chị. Cảm ơn mọi nha. Người. Dạ dạ, rồi chúc chị bình an nha. Dạ, sức khỏe chị ha. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ dạ. Nè gửi chị cơm nè. Cảm ơn cưng. Chị ơi, đây ông Minh Mỹ gửi cho chị nha. Cảm ơn mấy dạ, chị. Dạ dạ dạ. Cô bán vé số hả? Dạ. Một ngày cô làm nhiêu? Hả? Ngày làm được nhiêu? Tay bữa 200 mấy. Dạ, ăn cơm chưa? Ừ. Ừ. Ăn cơm từ thiện nha. Dạ. Rồi bây giờ mấy người bên Mỹ gửi về tặng chị nha. Dạ. Chị nhìn đây chị mượn cái đi chị. Dạ. Cảm ơn mấy người ta nha chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn người ta. Cảm ơn ân nhân chị. Dạ dạ. Cảm chị nha. Rồi bye chị. Nãy chị cho người nhiêu chị em? 300 ngàn. À 300. Em nhìn nụ cười của chị không em quên luôn. Biết nói nhiều. Nè, của cái cô đó của mình to cho chưa ta? Đây đây nè. Ờ, kêu đi chị. Chị ơi. Chị ơi chị ăn cơm cho em. Chị ăn cơm cho em. Chưa ăn hả? Ok đợi chị chút nha. Chị ăn cơm làm chị vậy. Nghe đi con. Ít em là có mắt chị nè. Dạ sao không? Dạ sao? Dạ ở quận 1. Ở quận 1 hả? Ok thôi bây giờ đây là ân nhân ở bên Mỹ gửi tặng em 200 ngàn với lại hộp cơm. Cơm nè, cơm nè. Em nhìn vô đây em cười cảm ơn. Vậy cười cái chị ơi. Nói cho anh chị nha. Rồi rồi, rồi mình sức khỏe nha. Bà ăn trưa chưa vậy bà? Ăn trưa chưa? Chưa. Dạ, con có cơm, bà ăn cơm nha. Ở đây là của mấy anh chị Mạnh Thường Quân trên kênh YouTube của bà chị bà Tám Cam Thơ nè. Dạ, dạ. Mọi người nói là muốn lì xì cho bà nhưng mà bà cười tặng mọi người cho mọi người vui nha. Dạ, cảm ơn. Ok, cảm ơn bà nha. Tại hôm nay cho ăn chay á. Dạ, dạ, rồi, ok, ok, dạ, dạ, cảm ơn ạ. Dạ. À, chị đi vô trong đi. Vô trong này đi chú ơi. Chị nữa chị ơi à... cho tụi con gửi ân nhân gửi cho chú à, cái này của chú nè dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ dạ của chị xong rồi hả dạ, dạ. Chị ơi à, đây là của mấy anh chị Mạnh Thường Quân bên Mỹ trên kênh YouTube của bà Tám Cam Thơ đó dạ. À, à vậy hả trên kênh biết hả chú khi cô trên mạng đó. Dạ thì hôm nay đến để gửi tặng cho mọi người một phần ăn trưa với lại 200 ngàn nha để cho muốn mọi người cười trong camera để họ coi họ được vui vẻ được lan tỏa nụ cười á dạ chị cười với mọi người cả nhà em gửi chị 200 rồi nha chị nha dạ rồi ok chị một phần nè con cái nữa lấy thêm cái nữa chung con phần nữa rồi cảm ơn chị cảm ơn còn mấy phần bây giờ là còn có 4 phần cơm thôi nha mà tiền còn nhiêu 2.8 2.8 tiền còn nhiêu 2.8 8 và 4 phần cơm thì ngày hôm nay là mình sẽ phát tổng cộng là 30 phần và tổng cộng là bao nhiêu tiền vậy Trung? À, tổng cộng là 11 triệu chị lúc đầu em đưa chị 10 triệu lúc sau em đổi em đưa thêm 1 triệu nữa là coi như là 11 triệu các bạn nha 11 triệu và 30 phần ăn ngày hôm nay thì tạm thời là ngày hôm nay cái chương trình lan tỏa nụ cười hả buổi trưa hạnh phúc đi ha buổi trưa hạnh phúc ha
thành ra mình thật sự ra mình đi mình thấy mọi người cười, mình cảm thấy mình thật lòng rất là hạnh phúc. Rồi hy vọng rằng là mình sẽ có thêm được nhiều sự hỗ trợ của những mạnh thường quân thì mình sẽ tiếp tục mình làm nữa. Ok. Yeah. Nếu như mà mọi người yêu thích cái chương trình này á thì cứ yêu cầu chị Thơ là làm nhiều cái buổi trưa hạnh phúc này đi. Thì Eric sẽ chở Thơ với lại chị Khanh đi làm trong những ngày mà buổi trưa trưa mình rảnh mình đi ăn trưa á chị Khanh. Xong trước khi mình đi ăn trưa xong mình phát đồ trưa cho mọi người tầm tiếng cũng vui ha chị Khanh ha. Đúng rồi. Bây giờ vui con nãy giờ quá trời. Giờ mua nụ cười bằng nước mắt hay gì đó. Cảm động lắm, thật sự là rất là cảm động. Và cảm động hơn nữa là tại vì mình nhớ má mình quá. Bây giờ còn 4 phần cơm với lại 1-2 triệu. À, bây giờ mình tìm những người nào mà khuyết tật đi thôi. Ừ. Mình cho 500 đúng rồi, đi. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình tìm người nào khuyết tật đi. Đây là bàn cờ bé. Đúng rồi, chơi bàn đúng rồi, cờ. Chơi bàn cờ. Đố mày sao tao biết? Thì cái chữ chơi bàn cờ. Rồi giỏi lắm. Ôi chị la lên những người là ngày xưa chị đã từng ở đây. Ôi chợ bàn cờ. Ủa hồi xưa chị ở đây á? Không, chị thấy cái chữ đó để chợ bàn cờ. Chính xác là như vậy. Anh làm nhiệm vụ. Chú ăn trưa chưa? Chú ăn trưa rồi hả? Chưa. Chưa. Con có cơm, chú ăn cơm nha. Dạ con có mua cơm sườn nóng luôn á. Chú bán ngày bao nhiêu tiền chú? Chú bán ngày được nhiêu tiền? 150. Giờ tụi con ở bên Mỹ trong kênh của mình bán cảm ơn với tất cả nhân dân nha. Con gửi đến chú 500 ngàn nha. Chú gửi từ bộ sự bình an. Dạ. Ủa chú ở đó chú còn bao nhiêu tờ vậy? Chú còn bao nhiêu tờ giấy số vậy? Con chú mua hết chưa? Cái này là tiền con mua ha, chưa? Con mua giùm cho chú về nghỉ ngơi. Dạ. Hết chưa chú? Hết rồi. Hết rồi hả? Hết rồi, chú đi về sớm ha. Bao nhiêu? Chú sao không chú? Chú đang đếm. 8 9. Bốn tờ. Thôi đưa 500 luôn nè. Dạ. 24 tờ này nhiêu? 240. 240. Rồi nó cho chú 500 luôn nè. Dạ. Rồi. Ok nha. 2 cây số. 2 cây số chú, rồi chú lái xe này về đó hả chú? Dạ. Thôi đi vậy, cẩn thận nha. Thôi vậy giờ về ngủ luôn đi, trưa nắng rồi, hôm nay nghỉ sớm bữa nha. Dạ. Dạ. Chào chú nha. Dạ dạ. Rồi bye chú. Dạ bye bye. Dạ, sức khỏe nha. Có sức khỏe thì có tất cả. Dạ. Trời, có sức khỏe là có tất cả, giống ông ngoại quá. Em nói là bà ơi ăn cơ, bà ăn trưa chưa vậy bà? Dạ, vậy con. Bà ăn trưa chưa? Chưa. Con có cơm, bà ăn cơm không? Dạ, ăn cơm nha. Dạ. Cơm hen. Cơm sườn nha bà. Chị. Chị ăn cơm luôn chưa? Chưa. Ăn cơm chưa? Bà bán. Dạ, cháu đi luộm vi chai bán rẻ quá có 10 ngàn. Dạ dạ dạ. Tôi con gửi tặng bà nha, bên tân nhân bên Mỹ gửi về tặng bà nha. Dạ, cảm ơn nha cô. Cảm ơn anh nhân. Cảm ơn nha cô. Dạ cảm ơn. Bye bye, cảm ơn. Dạ chị ơi em. Dạ bà nhé. Cảm ơn. Dạ dạ gửi kia 200 ngàn nha. Cảm ơn nha cô. Cảm ơn. Dạ dạ. Nha cơm của bà nha bà. Dạ dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ cảm ơn nha. Dạ dạ bye bye. Ủa hôm nay ngày mấy mà ta ăn chay ta? Mùng 1. Ồ vậy hả? Vậy biết vậy mình phát cơm chay á. Cho chị ăn cơm chưa vậy? Em có hộp cơm, chị ăn cơm nha. Khoan khoan để chị tắp xe vô. Tắp xe vô. Cơm sườn nha, ăn trưa. Rồi ở đây là cái kênh YouTube của bà Tám Cam Thơ với lại mấy anh chị Mạnh Thường Quân á. Gửi lì xì cho chị 500. Dạ nhiều quá. Dạ bây giờ mọi người muốn là nó giống như là muốn mua một cái nụ cười của chị nên là chị có thể cười tặng cho mọi người một cái nụ cười thật là vui tươi, thật là tươi. Dạ cảm ơn ạ. Dạ 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 ok ạ. Dạ 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 ok ạ. Giữ sức khỏe. Dạ 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 cảm ơn ạ. Dạ dạ dễ thương quá cho nhiều như vậy.
chồng nó sao nhiều dữ vậy. Rồi cơm đã hết rồi. Duyên cuối cùng đó, trời ơi. Còn hộp nữa thôi. Hết rồi. Không còn hộp nào luôn. Bây giờ chương trình mua nụ cười tới đây là hết. Và cơm đã hết mà tiền thì còn 1,1 triệu. Là coi như hôm nay mình, hôm nay mình cho 9,9 triệu. Nè trả chung à. Là 9,9 triệu nha. 9,9 triệu là cho mình cho đi á, còn lại 1,1 triệu. Chắc mình đi về luôn đi, rồi chừng nào trễ rồi bây giờ không có thời gian nữa. Ủa sao nghe nói là mày tính đi bộ nguyên con đường này. Thôi mình chào tạm biệt các bạn tới đây nha, vì clip đã quá dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, mong là sẽ đem đến những nụ cười cho các bạn xem video này nhé. Trong khi chị Khanh thì đã rớt nước mắt, nhưng mà sẽ làm cho mọi người sẽ hơi mệt quá không nói đâu. 6 Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.